Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, đồ của Minh Dũng bắt đầu đã đi về rồi nè mọi người. Hàng bắt đầu chuẩn bị bán đồ Tết nè. Đó, thì mọi người biết rồi đó, cái góc livestream của Minh Dũng nè. Đó, thì bây giờ phải tân trang lại thôi. Đó, thì bây giờ là Dũng sẽ nhờ ông anh trai là ông tân trang lại dùng cái chỗ livestream này. Thì cái phòng của Dũng nó giống như cái chuồng cu vậy đó mọi người. Ước mơ là làm sao là coi như là kiếm thiệt là nhiều tiền, là sửa lại cái nhà, còn không mà làm lại cái gác cho mình á, để mà có cái chỗ mà cái không gian mà livestream đồ cho nó rộng rãi rồi chứ người ta. Chứ bây giờ cái chỗ gì đâu mà ta nói nó chật chội. Ở đây nè, đó, cái chỗ ở nè, vừa chỗ ngủ rồi vừa chỗ, nói chung là thật sự thì em cũng ngại khoe cái vấn đề mà coi như góc riêng tư của em lắm. Nhưng mà bây giờ thì em cũng phải trình báo với mọi người luôn. Đó, nó là vậy đó mọi người, hiểu không? Nên là thôi mọi người thông cảm cho em nha. Nếu thương người, xin đừng có nói ra mà tội nghiệp cho em của người ta. Thà chịu khổ một mình. Đó, thì em chịu khổ một mình em. Thì em ráng cố gắng livestream để coi như em làm coi như cái phòng nó bự hơn. Nên là Tết nhất này á, mọi người có muốn mua đồ thì ủng hộ cho em. Thì đồ bên em thì nó cũng đa dạng và phong phú lắm mọi người. Đây, thì ở đây là cái này làm trái cây sấy mà gọi là đủ loại, đủ giống như đủ loại, xoài nè, rồi mít lại đó, năm vị nè, xoài nè, rồi ổi sấy nè, mãng cầu sấy nè, mít sấy nè, đó thì ăn cái gì được thì mọi người giờ ủng hộ giùm cho Dũng nha. Đó, còn cái này là riêng, cái này là xoài sấy nè mọi người, cái này là xoài sấy ha, rồi cái này là me chanh muối nè, cái này là me chanh muối nè, còn cái này là mứt nè, cái này là mít nè, mít sấy nè, đó, cái này là mít sấy nha. Còn dưới đây là me chanh muối, còn cái này là cốc non, cái này là cốc non sấy nè, cái cốc non sấy ô mai. Thì Dũng bán những cái mặt hàng này thì mỗi thứ có 5 hộp thôi ha. Còn dưới đây thì mọi người biết rồi, cái này á, là những cái mặt hàng quen thuộc của Minh Dũng. Cái này là mãng cầu sấy nè mọi người, cái này mãng cầu sấy nhìn rất là ngon, thấy không? Mãng cầu sấy để trong cái góc này đi, để góc này thì mọi người sẽ thấy nó ok hơn đó. Còn đặc biệt là có cái bánh phồng tôm nha mọi người, đây là bánh phồng tôm rất là ok luôn. Tết nhất mà mọi người mua cái bánh phồng tôm này về á, mọi người á chiên lên mọi người ăn cũng rất là ok ha. Loại này loại đặc biệt á mọi người, đó, bánh phồng tôm như ý nè mọi người nha. Đó, mình mua xong về cái mình chiên lên. Đây nè, ở đây nó cũng có nè, tôm tươi, bột trứng, gia vị, cách sử dụng mà. Chiên bánh ngập dầu hoặc bỏ vào lò vi sóng thì tự động nó tự nó nở ra thôi. Và ăn rất là ngon. Một hộp như vậy chỉ có 100 ngàn thôi mọi người ơi. Có 100 ngàn thôi. Còn đặc biệt cái chỗ này nè, đó, cái mực của em bên đây là cái mực gọi là mực, mực này là mực rang muối ớt. Cái này nó hơi mắc một tí xíu. Cái này chỉ có 180g thôi, tại vì cái này nó teo lại đó mọi người. 180g, nhưng mà cái giá của nó là 250 một hộp nha mọi người. Mực này là mực bự đó, mực mà không phải là mực dởm nha mọi người. Mực bự đó, xong rồi nó xé ra và nó rang với muối ớt ăn rất là ngon. Mà Dũng có được có 3 hộp thôi. Đó, cái này nó còn 3 hộp nó giao cho Dũng bán thử. Còn cái này là khô và mềm, còn này là khô và giòn hồng ngự, còn cái này là mực xe cán nè mọi người. Đây là mực xe cán xẹp lép chết ngắt bánh sát không toàn thay. Dạ, tại cái câu này á, thì mọi người thường kêu em, hay nói, em kêu mực cán nó không chịu, nó kêu em phải nói là mực xe cán xẹp lép bánh sát chết ngắt không toàn thay nó mới mua. Mà thật sự khi mà em nói xong nó cũng không mua cho em luôn. Cái đó nó lừa đảo em đó mọi người. Đó, còn đây là bây giờ em trang trí lại cái góc livestream của em. Góc livestream của em Tết nay em phải hoành tráng một tí xíu nha mọi người. Thật sự tối nay Tết nay á, là coi như em bỏ vốn hơi nhiều. Em lấy đồ rất là nhiều. Đây, em sẽ cho mọi người coi. Em bỏ vốn rất là nhiều. Đây, đây cái tủ đông của em. Đó, nhà em nó bề bộn lắm. Em cũng không có ngại em khoe cái góc khuất của em đâu. Đây, đây là cái này là cái tủ đông của em. Em phải cho hoạt động trở lại. Thì ở trong đây nó có gà ủ muối nè mọi người. Gà ủ muối nha. Rồi có đó, cái này là lạp xưởng nè, lạp xưởng tôm trứng muối nè. Còn cái này là bò một nắng này 200 gram, 200 ngàn.
rất là ngon. Mọi người mua về chỉ cần xé nó ra và xong rồi chấm với cái muối để sẵn cho mọi người luôn. Ok cực kỳ nha mọi người nha. Mọi người ăn thử đi. Trời ơi cái này hàng bảo đảm chất lượng cho mọi người luôn. Còn cái này là lạp xưởng tôm trứng muối nè. Lạp xưởng tôm trứng muối, lạp xưởng heo trứng muối và có cái lạp dịch nữa. Trời ơi cái lạp dịch của nó, mọi người coi cái lạp dịch của nó nè. Lạp dịch của nó rất là ngon nha mọi người nha. Đây là bịch nửa ký, hàng hảo hạng luôn. Đây là bịch nửa ký, mọi người cứ mua, mọi người cứ chốt. Và hàng của em về bắt đầu bao la rồi. Đó, thì bây giờ em phải có sự đầu tư đúng không mọi người? Hãy cố gắng đầu tư để mà coi như là kiếm chắc. Ở trong đây còn có cá đù một nắng nữa, cá đù một nắng nằm dưới á. Rồi cá dưới một nắng nó cũng nằm ở dưới luôn. À, đây, thì trong cái tủ lạnh của em đó thì đây, hàng nè, lạp xưởng nè, em chất đầy ở trong đây. Em chất đầy ở trong đây lạp xưởng tươi nè, lạp xưởng tươi, trứng muối nè. Đó, mọi người mua được cái gì thì mọi người mua nha. Và số điện thoại của em là 0903 383 188. Tết nhất rồi mọi người ơi, mọi người vô mọi người mua ủng hộ cho em. Dạ, tình hình nó là vậy đó mọi người. Thì em cũng khoe một tí xíu với mọi người là hàng hóa của em nó đã trở về với em nè, coi như là dạt vào rồi. Sản phẩm của em nó cũng khá nhiều hả? Thì mọi người có muốn mua thì mọi người ủng hộ cho em. Dạ, thì cái góc livestream của em thì cũng chưa có xong nữa. Em cũng đang tranh thủ em chờ ông anh em. Tội nghiệp lắm, đi làm về là coi như là chạy. Thực ra thì mấy cái này á, Dũng làm cũng được nhưng mà nó không có khéo, nó không có đẹp. Mỗi người có một cái sở trường. Cái này thì nó đơn giản thôi mà, chỉ cần là coi như là đóng đinh vô mà lấy mua thảm về rồi xong rồi ấy vô thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà nhiều khi Dũng làm nó không có được, nó không có được đẹp. Tại vì ông anh mình đó thì ông chuyên, ông làm mấy cái này cho nên hay nhờ vả. Hả? Đó không? Cái góc livestream của Dũng nè, có thể là Dũng sẽ đứng, Dũng sẽ đứng hoặc Dũng ngồi tùy. Hả? Nếu mà cảm thấy đứng được thì đứng, còn không ngồi thì ngồi. Rồi bây giờ sao? Rồi bây giờ gắm vô đi. Bây giờ có ổ điện gắm vô làm sao? Vậy là phải mua thêm cái ổ nữa rồi á. Bây giờ phải mua thêm cái ổ điện nữa rồi. Đó. Đây bây giờ Dũng đứng về Dũng live stream nè mọi người thấy không? Thấy nó rất là sáng sủa đúng không? Mà đèn thì đánh lên nữa là coi như cái góc này nó cũng ok rồi. Đó. Cái góc này nó sẽ ok. Đó, sáng trưng chưa mọi người? Sáng không? Sáng không? Sáng không? Đâu nè, Sơn cầm quay thử coi coi thấy sáng không? Coi chừng che nha, cái màn hình nè. Đó, thấy không? Trời ơi, Hân Quang chào đón mọi người đến với live stream của Trịnh Minh Dũng trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ mọi người ơi, hôm nay có rất là nhiều mặt hàng luôn. Mọi người muốn mua cái gì thì mọi người mua nha mọi người. Đó, thì ở đó cái góc em có nhiêu đây thôi. Lý ra là coi như là em sẽ có một cái gác coi như là trang hoàng hơn. Nhưng mà tại vì thời gian nó chưa có kịp em làm. Thì có thể là năm sau em sửa lại một cái góc gì đó ở trên cái chắc quy trái bếp nhà em á. Rồi xong em sẽ có một cái không gian mà live stream nó hoành tráng hơn. Còn bây giờ tạm thời thì Tết nhất là tới nơi em chuẩn bị được có nhiêu đây thôi. Thì mọi người có thông cảm được cho em thì mua giùm cho em nha. Mặt hàng của em rất là nhiều, gồm có bánh phồng tôm, những cái loại trái cây sấy nè, mứt sấy nè cũng có nha mọi người nha. Mọi người thương tình thì mọi người ủng hộ cho em. Đó, mọi người thấy sao? Ok không? Ok không? Bây giờ phải có cái bảng ở đây nữa ha. Phải có cái bảng mà gì giống như là shop Minh Dũng gì đó. Cái này phải đặt rồi. Cái này phải đặt rồi. Đó. Cái này đứng được hơn ha. Cái này là phải đứng thôi. Đứng để live stream nói chuyện với mọi người giống như là MC vậy đó. Cho nó vui vẻ. Ha mọi người ha. Rồi ok mọi người. Rồi. Cả nhà ơi. Cả nhà coi cả người rất là nhiều nha. Mọi người coi cái video clip này xong mọi người nhớ mua đồ Tết đó, thì mọi người nhớ ủng hộ cho Minh Dũng. Tại vì đầu tư cũng hơi nhiều á, cho nên là cũng hơi bị lo ho là không biết là có bán được hay không. Thì mọi người á nhớ nè, vô Facebook của Trịnh Minh Dũng nha, để lại cái số điện thoại, nhắn Messenger, inbox địa chỉ và số điện thoại, cần cái sản phẩm gì thì cứ mua chốt lại cho Dũng. Còn không á thì gọi điện cho Dũng, ép Zalo của Dũng nè, 0903 383 188. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.